Ở trong tạc tanh lại bò Nông, mời bò mai phang nong bấm phăng chương trình quảng cáo mưa sau cặp bưởi hà pi sóng bắn sao xí khom đài phát thanh truyền hình Sân Hà cùng chương trình mưa nị xung khỏi sò chiết hòt bò mai pi nong bưng quảng cáo sơn lằng tanh cơn mưa xếp bét cặp bưởi hà nặng quảng trương pet cặp bưởi hà huyện mộc châu tỉnh Sân Hà cò khải lễ tống báo quyết định công nhận phòng quay in hơn mương mộc châu trôm hạp bằng lễ với đồng chí tông thị phóng có ni là ủy viên bộ chính trị có ni là phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Cánh Du lịch, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Hương Mương Việt Nam, Đại sứ Mương Cộng hòa Dân chủ Dân Mương Lao, Cộng hòa Dân Mương Trung Hoa, Nẳng Việt Nam. ma phái tỉnh Sơn Hà, mi đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng mũ đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân mương tỉnh đồng chí nguyễn thái hưng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ tịch hội đồng sấn mương tỉnh uẩn ba bưng sở ban ngành không tỉnh cánh bưng đồng chí cón nghị lò phuồn ba tỉnh cài từng gian si Mở sao sòng cam bờ dí bị sóng văn sao xí, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Cánh Sổ Lịch có ký quyết định số ban nừng bày chết sức chết, ma vỉa, công nhận, phòng quả in hơn mương, mập trào tỉnh Sơn Hà. Vịa đẩy công nhận, lò phòng quay in hơn mương, lò ăn bằng quan trọng, vay bánh khải luông hành ma tăng quả in, không phòng bút sùng Tây Bắc tàn băng quan trọng, vầy tỉnh Sơn Hà vào trùng, sóng huyền Mộc trào cánh vận hồ vào riêng, xếp tàm chóng hanh mà pe qua in, trứng tranh đẩy lông hanh nặng bản đô du lịch tanh phén đìn, xôm đáng lỏ phòng qua in hơn mương. Nàng lễ tông báo, tàng nà uẩn Pa bộ văn hóa thể thao cánh du lịch, thứ trường Hồ An Phong, có giao quyết định khỏng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao cánh du lịch, công nhận, phòng quay hơn mương mộc trào, hở uẩn Pa, Sông huyền, mộc Chào, cánh vận hồ y lò lang đi đầy nhàn xanh cài xếp bì chóng hành không tỉnh sơn hà vào trùng cánh sóng huyền mộc trào cánh vận hồ vào riêng phát biểu nặng bang lễ đồng chí tráng thị xuân phó chủ tịch thường trực ủy ban giám mức tỉnh vào nhằn. vậy phòng quay in hơn mương mộc trào nhường mư nhường mạ bè sồm đáng lò phòng quay in hơn mương trứng tranh đầy luông hanh nặng bản thô du lịch việt nam cánh tinh phén đình tỉnh sơn hà chi sức tàm tổm pua dòng hơn cấp tánh cốc ngân sinh không cốc ngân kỹ thuật dịch vụ quay in dệt lèo cánh nhót sùng lang tì bưng lông bùn khòng phòng quay in hơn mương tủm pua nhảy trên số mà pe quay in đắc ngon tủm pua bưng về dệt vầy cáo ảng mà pe chưa xiềng quay in bón quay in nằng phòng bản na trần ngam xưa nằng tênh phén tìn. mà pe phòng quay in hơn mương mộc trầu chọp sồm cấp lông bùn mà pe quay in việt nam cực bền nâng cuồng số bưng bón quay in giòn tiếng nằng phòng trung du cánh tiền pu bắc bộ cánh cực bền nâng cuồng số bưng bón quay in cấp kén khòng hơn mương nặng bàng lễ bưng đại biểu dẫn mương cánh khẽ của in có đầy bấn le chương trình khắp xe tó lông bùn mộc trào vần hồ phòng phiền biên, chẳng ngam chương trình đầy tánh bùn cấp lông chôm hạp khòng chi áo họt xí hoài hà xíp nghệ sĩ côn tràng khắp xe khòng hơn khắp xe nhà tỉnh sinh viên trương ca đẳng sơn hà cánh bưng côn tràng khắp xe nặng huyền mộc trào cánh thành phố sơn hà bưng nghệ sĩ có bùa ma chương trình khắp xe muôn hòm sừng nhòng mang hơn quê mộc trào vần hồ cái nằn, có bánh khai đầy hún ảnh chăn ma phủ côn, nằm đìn, nên chăn văn hóa phòng phòng quay in hơn mương mọc trào vào riêng, cánh xếp dòng pin hồng trù chừa côn nặng sần hà vào trùng. Hôm nay tôi khỏi đến khỏi đầy nó sàm mộc trầu, cánh đầy bày sàm lai bón quả in, đầy bấng lai chương trình khắp xe nặng mọc trào, mưa ni, sốt tì muôn hòm, là... chuôn khỏi chim ma quả in nặng mọc trào, lai tơm hắng. Bản thân tôi là một người con của Sung Khỏi, lò lưu nông không mọc trầu, mượn hi mọc trầu, đầy công hẳn, lò phòng quay hình hơn mương, khỏi có muôn hình, mỏng cong làng nhì, mọc trầu chi mà bè sơ mở. Cuồng luông muồn hòm, mũ đại biểu, khé quay in cánh sẩn mương, cọp bòm cằn trong hạp xe bay xe cạt sàn, táo há phong muồn hòm. Cảm quyết tăng tánh phòng quay in hơn mương một trầu mà pe khèo nhong mặn nà hôm phân sáu lông mà pe trùng không quay in Việt Nam mở si chết cảm bướm hà ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sơn hà có họp kỳ thứ sáu chết đồng chí lương thị vân anh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quần bắp bằng họp kỳ họp có nhàn xanh khót nàng san hà viện tòi quyên làm lê báo cáo lang đỉ kiểm tra chơ mi hướng ngơ viết thứ báo cáo đề nghị chấp năm kỷ luật đối các chỉ ủy chỉ bộ ban quản lý dự án dòm ngân cốc tàng tánh bưng công trình công nghiệp cánh mà pê đồ thị tỉnh cánh sòng côn ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cò hìn chỉ ủy chỉ bộ ban quản lý dự án dòm ngân cốc tàng tánh bưng công trình công nghiệp cánh mà pê đồ thị tỉnh cò báo mi trách nhiệm cuồng via oản pa Phía thứ ma luông bùn tổ chức diệt vệ khỏng đảng, luông bùn sinh hoạt đảng, chấp năm báo xử đi luông bùn dệt vệ khỏng chế bộ. Đồng chí Đinh Văn Trần Phú, bí thư chế bộ, giám đốc bàn, có trách nhiệm lò côn uẩn pa cấp ủy đơn vị, hê dệt vèn xanh, báo mi trách nhiệm cuồng vệ uẩn pa vầy mi ó bưng vệ phía thứ khỏng cấp ủy đơn vị cuồng gian hứng hy. Đồng chí Nguyễn Công đoàn, phó bí thư chế bộ, phó giám đốc bàn, chịu trách nhiệm cấp phó côn quần ba cấp ủy đơn vị đốt thiếu trách nhiệm cuồng về trả trường chất năm nà việt đại giàu phải mi ó phí thứ cuồng trị ủy đơn vị bằng sở bưng luông bùn khòng đảng cánh bưng nổi dùng cánh mức diệt ó diệt hải cánh luông phí thứ ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định chấp năm kỷ luật khiển trách chỉ ủy chỉ bộ ban quản lý dự án dòm ngân cốc tàng tánh bưng công trình công nghiệp cánh mà pe đồ thị tỉnh san pì sòng pan bài sao sòng bài sao hà cảnh cáo đồng chí Đinh Văn Trần Phú, bí thư chi bộ giám đốc ban quản lý dự án xóm ngân cốc tàng tánh bưng cổng trình, cổng nghiệp cánh mà Pê, đồ thị khóng tình. Khiển trách đồng chí Nguyễn Công Đoàn, phó bí thư chi bộ, phó giám đốc ban quản lý dự án xóm ngân cốc tàng tánh bưng cổng trình, cổng nghiệp cánh mà Pê, đồ thị tình. Khi họp cỏ làm le khót năng kiểm tra phía chấp năm là về kiểm tra làm le cánh kỷ luật khỏng đảng đối các bàn thường vụ huyện ủy cánh ủy ban kiểm tra huyện ủy quỳnh nhai kiểm tra việc giống cánh thủ ngân khỏng đảng đối các bàn thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy có nhàn hình, nò pưng lang đi cơ đẩy, bàn thường vụ huyện ủy cánh ủy ban kiểm tra huyện Quỳnh Nhai, cỏ nhăn san khổ đút thiếu yếu xem, cuồng uồn pa tổ chức chấp năm là việc kiểm tra làm lê cánh kỷ luật khòng đảng, việc quản lý sổ phải ngân trường khỏng khòng đảng. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu bàn thường vụ huyện ủy, ủy ban kiểm tra huyện ủy Quỳnh Nhai, đẩy trăm năm sự đi việc kiểm điểm tho đó kinh nghiệm lợt tan kẻ cầm pưng khủ, nhân yếu xem đẩy vào ó lò tàng cò kín má áo mắt bút nặng tình sân Hà, tép bì sóng quan vẻ xít vừa chọc sùng cấp năm đình cuồng phòng bỏng cấp kỹ thuật bút bồng khẩm dần hương mắt thanh long cờ cực bền tàng trường hay xuân lang đi cánh tròi bòi mèn ha mì thủ te tiền chập năm nả việt tủm buôn lầu việt diệt dần hay na tỏi luông nho sùng cà con cánh mả pe mặt nà. Pưng huyền thanh phố nàng tỉnh Sơn La, cò chóng hanh nhài biến cò vũ bồng, cánh mà pe pưng tàng cò khai đại ca, cuồng nằn mi cò mắt thanh long. Khách nghỉ tỉnh Sơn La mi giáo sám hoài hách tà, mắt thanh long, vũ tòp hôm phân lại nàng pưng huyền, mai sơn, thuần trầu, yên trầu, mộc trầu. Hàng pì pít của đại giáo hạ bát tấn. Phân lại pưng tà tìn bu mắt thanh long khách nghỉ đàng đẩy pưng hợp tác xã, pưng chu hân, vũ bồng tà luông buồn phiên gáp, tà luông hiếu cơ vừa sưng hàn, mắt thành long cọ cự tể lang tỳ trứng chảnh tể lang tỳ nàng trượt hạt cuồng hương, cánh khai bệnh hương nọ, xương khai bệnh hương Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, y chính nọ ăn bâng, vài tỉnh sơn là sướp tam khai quảng ta đình, bố mắt thành long cự tóc đẩy, lang áo, khỏng trượt hạt khách nì. Trương Pinh Nông, Tó Lung Pùn, Đảng Viên Dệt Gón, Dẫn Mương Năm Lăng, quần gia cải ma đảng bộ xã tổng cò huyện thuần trào có tỏ phong uẩn ba trăm năm pưng nà vịa mà pe dưới dườn tăng tánh bản nát mở từng dàn nho sùng đôi kín rú dần mương Chấp năm quan khót nàng số nừng không vô chính trị đảng ủy xã tổng cò huyện thuần trào cỏ tánh ó luông bùn kha kho tánh ó pưng luông bùn dệt vịa lang tì cạt kiên cắp vịa ép năm cánh diệt tỏi pú cắp nà vịa uẩn ba pưng nà vịa mà pe dưới dườn tánh là bản mương lửa bưng chừa cỏ búp bồng tổ tảnh liêng chọp xồm cắp nam tin nàng cuồng phòng ma búp bồng cánh diệt sườn tó luông bùn đảng viên diệt cón dần hương năm lằng chủ mũ cán bộ đảng viên côn diệt cốc cò bánh khầy trách nhiệm uồn cón cuồng việt chấp năm cánh chiến báo nhiễu chưa dần hương nhảy biến bưng tàng cỏ búp bồng lang tỷ tắm ma bú bưng tàng cò khai đại ca mà pe tảnh liêng sắt xính chúng tôi cũng xúc khỏi có rào hợp bưng trì bổ trên báo hợp đảng viên dệt con đảng viên chấp năm con bưng bón diệt xanh xương bón diệt xanh liền hua cánh bú, mắc phạc núi hy cứ đẩy thang đi có nỉ bú có khảo ri măn cò hư báo đẩy thang đi to bú có ma phạc núi hy ma việt liền hua hư chu hân tờ có liền giáo sĩ họ hà tô bò mẹ dần hương, có bòm bú nhà vậy hở hua quay kín tỏ luông uẩn pa khổng tảng bổ xã họt khay vỉa diệt sườn tánh là bản mương nẳng quang xã nhân mư nhân hỏa bè lại bón diệt xanh phú bồng tảnh liêng cứ tẩy lang tỷ sùng quang nam mi pưng bón diệt xanh buồn giòn đầy xã khay quảng chớp năm nẳng lại bón xương bón diệt xanh liêng hoa sàng quang quang phân cánh phú ma phật núi hi cá xã khách nì đàng tảnh liêng cháo họt xí pan tổ hoa phú cài hoài nưng xí xít hecta nhà trang phú cài ta có ma phật núi hi bản bâng bày mỏi chu hân mi hiệp thù té hà díp họt hỏi chiều mặt mỏi pì trước đây ấy, thì có nì hư tảnh liền, tại luông bói pháng thôi nhờ mi đảng hân mương cán bộ xã ma chiên báo xung khỏi lò tảng viên có năm tòi luông uốn chỉ không cán bộ xã tảng tánh cuồng phân tảnh liêng cánh liêng tòi luông sàng cuồng cuồng phân té chơ giòm hân cốc dệt cuồng phân cánh sư ช่วอหัวสามเปี้มาเลี้ยงหื้อหิบทูของชูเฮิรนก็ได้กเตะเตียงเด็กก่อนเนาะเจ็ดอันเขาดีมันต่นเนาะเป็นบะไยนางสวัดกาวเออฮันเมืองมันมาเตียนเจียนบ่นดงเหอเจ็ดกอบีลาวดอกับเป็นเห็นไหลแล้วเห็นไหลเสื้อเราจู่ปีอันหอยปีดนาก็เป็นไหล่สองม้วนกับเป็นไหล

của trời chóng khanh khòng dần mương cuồng vỉa tảng tánh bản hát máng mà pe dẹp dần tánh là bản mương từng dàn nho sùng đôi kín rũ dần mương tiến chào mưa xếp cầu cà bưởi hà nặng hơn chua trúc lầm hừng quốc vương chương trình thành phố sơn hà bản trị sư giáo hội phật giáo việt nam tỉnh sơn hà có khay đại lễ phật đàn phật lịch sòng pan hạ hỏi hốc xếp bét, dừng lịch sòng bắt về sao xí, trong họp đại lễ mi phuẩn pa san sở bàn ngành khâm tình cánh ủy bàn giám hưng thành phố đại lễ phật đàn lò bằng Hồi văn hóa tôn giáo đại khéo hàng pì té Mư cam hưng họt Mư xếp hà cam bờ sĩ cầm tay vẩy bánh khay bưng nén tràn văn hóa khổng phật giáo cho mừng đại lễ phật đàn vì dòng văn sao xí phật lịch dòng văn hà hỏi hốc xếp bét bưng tăng ni phật tử nàng thành phố vào trùng cánh hương chua hưng quốc vào giềng có chóng hanh bánh khầy hồ trà ca sàn không tôn giáo luôn ca sàn không tinh hài dân mương bánh khầy nên trần văn hóa không tôn giáo cặt kiên cấp hồ chờ trách nhiệm không công dân tủm pua trong hạt bưng há phong khánh thị hạc mương có hôm sờ vỉa mà pe giờ dương đánh đà bản mương quốc phòng tây ngàn nàng địa phương tùm pua trong hạp bưng việt gia cảm phong phổ nong bành hà hôm hành vòng cấp tinh lại dẫn mương tầng tánh bản mương hơn quê nhường mưa nhường hàng hanh đắc văn bài tròi bước nào học sinh lớp xếp dòng lửa đầy nghe chọc sồm cánh mi hít tù sùng lằng chơi ép lèo ở trương tăng sòng nhằn vào lung bùn ép nghe vầy bày dệt việt nằng tập đoàn công nghiệp thán khoáng sản việt nam Mười trọng cải ma, phòng lao động thường bình cánh xã hội huyện Bắc Yên, cò cạt kiên cấp trương cao đẳng thán khoáng sản Việt Nam, trương trung học phổ thông Bắc Yên, khai bằng họp uồn trì tuyển sinh, ép học cánh dây vịa nặng tập đoàn. Trong hạp bảng họp, mi trẻ áo hoạt sòng hỏi nòng học sinh lò phủ trai, ép lớp xếp sòng phòng trương trung học phổ thông Bắc Yên. Nàng bảng họp, bưng nòng có đẩy cung cấp nàng quam, ma việt tuyển lừa, chế đồ, kiên rú, chơ đẩy ép hiên, tập tư, cánh, mức hiệp thù, pưng nghe làng chơi ép hiên cỏ xương bưng chế đầu nhòng nho làng chơi tài nhàn khẩu dệt vịa nàng pưng công ty sữa tập đoàn thán khoáng sản việt nam cải bằng họp cỏ tròi bưng tàu học sinh nho súng luông thồng hù ma vịa dệt hù ma chính sách phòng trương cao tầng thán khoáng sản việt nam ma ép nghe tà vịa dệt cải hẳn hôm phân tà vịa dệt cánh nho súng hiệp thù Cuồng sòng mư xếp hốc họ xếp chết cầm vườn hà sở nội vụ cát kiên cấp ủy bàn giám mức huyện mức la khay lớp tập tư luông chập vỉa ma nà vỉa tôn giáo hở công chức chủ cấp cánh côn báo lông vỉa lân nặng cấp giá, nặng huyền mức la bị sòng quan sao xí trôm hạp lớp tập tư mi chết xếp học viện đẩy trên báo ma sảm truyền đề ma luông bùn khòng đảng chính sách không mương khòng hơn mương ma tín ngưỡng tôn giáo luông hồ tràng luông hồ xiêng ma nả việt tín ngưỡng tôn giáo phò trùng cánh nả việt quản lý khơn mương ma tín ngưỡng tôn giáo phò riêng trên báo ma luật tín ngưỡng tôn giáo cánh nghị tình số cầu xếp hạ pi song tắt bày sao sàm không chính phủ tắt bùn kha khò san hụt cánh bưng luông chấp năm luật tín ngưỡng tôn giáo san vỉa dệt không tôn giáo nuống pan họt nên tiền ngàn nàng cuồng tình Nả việt mỹ ó cánh luông kẻ kinh nghiệm kẻ khầy, đối cấp bưng vỉa dệt phi thứ không mương nuống pan họt tín ngưỡng tôn giáo lườn xưa lò bưng chu vịa, hòn hưng, bưng chu vịa, bưng sở tín ngưỡng tôn giáo dệt nuống pan họt nên tiền ngàn bản mương nò nàn ó giảng viên cánh học viên có bòm sổ sàm kẻ khay bưng khù nhang nuống pan họt nả việc quản lý khơn mương ma tôn giáo nàng địa phương cải lớp tập tư vậy cung cấp hở học viên bưng luông hù xiêng ma tăng lý luận bưng kinh nghiệm hở việc kẻ khay bưng nả việc mỹ ó cuồng nả việc chờ chuông quản lý khơn mương ma tín ngưỡng tôn giáo nàng cơ quan đơn vị địa phương cơ sở cải nản hôm phân trưởng hẳn nên tiếng ngàn chính trị tiếng ngàn bản mương tánh tâm luôn cả sàn chủ trừa côn nhường mử nhường hàn hành Tập đoàn Ditech Hà Nội cắt kiên cấp trương tiểu học Cò Ma, huyền Thuần trào trong khai lễ dệt leo công trình, hơn tổng khẩu hở học sinh kinh, nặng điểm trương bò màu. Điểm trương bò màu, rú đắc, cả ngòng xác có Ma, xếp sòng cây số, phân lại học sinh, lò lù nòng, bò mẹ trừa côn mông, khờ mú, phân lại lò luôn hong khổng phân chu hân cạt chu hân áo cạt công trình hô mi làng hơn cấp xí nừng quảng cài phép xếp hốc thưa môn mung tồn đầy tảng cốc tảng tánh té càng vườn xí bị dòng phân phải sao xí cáp xuống hơn dòm ó dệt hỏi nừng phải sao triệu hẳn đầy tập đoàn tê tách tròi dừa làng chị áo họt vườn nừng tàng tánh họt khay công trình có đầy dệt heo cánh áo khẩu chuồng hong tròi say sòn cánh bưng nam học sinh khổng tiểm trương mi bón tổm khẩu pe sờ nhằn vào tiềng ngàn cắm kín Tập đoàn DTEC với mong muốn là Tập đoàn TTEC mong cong tặng tánh hơn kín khẩu hỏi phương hồng học sinh và hiện vào tiếng ngàn cam kín và phương hồng yên trợ ép sư cho phương hồng mà nhớ chú xương. Niềm chia sẻ của tập đoàn DTEC Luông bánh phần phòng tập đoàn TTEC có cho hỏi thân trương cánh phương hồng học sinh có xương ải em phương hồng học sinh mi bón tổm khẩu pe sơ cánh mỏng cong cuồng gian pen hà nhi nhân viên tổm khẩu hỏng hơn trương cỏ xương à, tập thể hơn trương chi cháu khanh diệt xương sư và nhận vào tiền ngàn cam kín hỏi pưng dòng học sinh yên chờ ép sư y à... lò việt diệt ý nghĩa hôm phân tròi pưng dòng học sinh nàng xã Phổng sùng có Ma, mi tướng khủng hai tỷ ép hiến tỷ xưa ải em pưng dòng học sinh yên trời luôn lù nòng vay trước ép sư nàng lễ diệt lèo công trình công ty hôm ngân cốc dtec còn nhôm sòng pưng hoàn trường hôm mi nằm thôm mua trường sủ ép hiên cỏ xương pập sừ cánh hà hỏi tháo xuồng sửa làn hoài mi cà giáo hỏi nâng xí xíp triệu màn hở tiệm trước bỏ màu trong hạp vườn công hiền pì sóng bắn xa xí cánh tùm pua bằng níu chưa tinh lại dẫn mương tập tư bạc hanh tòi ven xanh phú hô mưa xếp chết cả vườn hạ tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam cắt kiên cấp công ty hôm ngân cấp phúc sinh sơn hà xã chiêng mùng huyện mai sơn có khai mưa hồi thể thao thanh niên công nhân vì sóng văn xa xí tỏ luôn trung hợp phòng hấp xếp công nhân không công ty nàng chương trình mũ thanh niên công nhân công ty có tài in bưng thong in xương tay xó là bài mưa hồi tại khai ó vải táo há phong khánh thị phòn nương cuồng công nhân lao động mà pè phong thể dục thể thao nho súng bạc hanh cánh tay kiến rú hở thanh niên công nhân đang diệt việt nặng bưng hân máy công ty doanh nghiệp nặng quân tỉnh các pưng hoàn thì đầy khai óp phòn nương cỏ táo há phong nguồn hòm tà tẩy luông cà sàn buộc chuân luông diệt vĩa hôm phân diệt lèo tì nà việt đầy rào nặng mưa hồi tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh có nhôm sòng xếp ngon trường mỏi ngon trường mica sàm hỏi bắt mặn hở thanh niên công nhân hân rào bò xa cha không công ty Hôm Ngân Cốc Phúc Sinh Sơn La. Vậy làm đủ bà Khanh hở thành niên công nhân, công ty trách nhiệm hiếu hàn Đức Thiện Tây Bắc, Hương khai xa Bình Yên, Cầu Lạc Bổ, Dược Sĩ nhóm Khỏng Tình, còn Nhôm Sòng, Hốc Díp Thông Gia hở thành niên công nhân. Nửa nì, bò mai pin nòng trong bấm văng lèo chương trình công kháo khẩm đài phát thanh truyền hình Sơn La. Sau đây, do đơn bò mai pin nòng chờ toàn bấm văng, trông tạc hạc sườn.